cái cúp lùn đời mới tem classic. Cái tem mới rất là đẹp nha anh em nha. Phải nói là cái bản đặc biệt này được xe ở Nam Độ lên rất là đẹp. Cho anh em xem. Cúp 50 bánh béo. Có rất nhiều màu cho anh em chọn này. Đen, xanh. Đen nhám này. Đây là đen bóng à. Xanh tím than này. Đây, đen bóng à. Xanh tím than này. Tem mới rất là chất. Tem mới, tem 2018 rất là chất nha anh em nha. Màu đen nhám này thì mọi người rất là thích này. Năm ngoái màu đen nhám rất là hot. Dự kiến năm nay sẽ rất là hot. Màu bánh đúc huyền thoại này rất nhiều anh em thích này. Cập nhật cũng là đen nhám bánh đúc huyền thoại cho rất nhiều bạn và anh em thích. Ok, xe thì chuẩn bị có bán tại cửa hàng xe Bảo Nam rồi anh em nhé. Anh em có thể đến trực tiếp showroom xe Bảo Nam để xem xe. Hoặc gọi điện trực tiếp về số điện thoại 0979662288. Hoặc truy cập website xebaonam.com để xem xe. Ok, xin chào tất cả anh em. Anh em nhớ đăng ký và comment ở bên dưới để ủng hộ kênh xe Bảo Nam.